Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì tôi rất là vui khi được mọi người ủng hộ để được giải Nam Dương thể hình. Thì trong thời gian các bạn cùng trang lứa ăn ngủ và uống trà sữa thì mình luôn kỷ luật bản thân mình, dành ra thời gian tập luyện để được giải Nam Dương thể hình như ngày hôm nay. Thì mình rất là vui ạ. Thì nghe nói bạn đã có bạn gái, thì bạn gái bạn cũng rất là ủng hộ bạn trong lúc thi đấu. Thì không biết bạn có lời nào muốn gửi đến bạn gái bạn không? Thì bây giờ tôi đang trong một cái cương vị khác, thì rất là khác lúc trước. Bởi vậy bây giờ bạn gái tôi phải cần là học hỏi để theo kịp tôi. Nếu không là mối quan hệ của tôi ngày càng có thể là không tiếp tục được, vì không cùng chung chí hướng. Anh Tý, sao lại nói chuyện với phóng viên như vậy? Anh nói vậy không đúng hả? Bây giờ anh khác lúc trước rồi. Bây giờ anh là Nam Dương. Nam Dương đó em hiểu không? Em coi lại mình đi. Em bây giờ chỉ là sinh viên thôi. Nhà em còn bán cho trai nữa. Anh ăn nói chuyện gì kỳ vậy? Nhà em bán cho trai thì sao? Nhà em bán cho trai chứ có đi ăn cắp ăn trộm ai đâu mà sợ. Anh có ý đó. Nhưng mà nếu người ta biết á, người yêu của anh nhà bán cho trai, ảnh hưởng tới công việc của anh, may tình nào thì gió tụi này. Anh vừa phải thôi nha. Anh đừng có xúc phạm gia đình tôi như vậy. Nãy giờ anh nói như vậy á, ý chính của anh là muốn chia tay đúng không? Ừ. Cái này là em nói nha, anh không có nói. Mà anh nghĩ chia tay cũng đúng. Chứ bây giờ anh với em khác biệt quá rồi, quen nhau cũng không hạnh phúc đâu. Tôi từng nghe một câu nói, khi mà người ta có ô tô, cái đầu tiên người ta làm chính là vứt bỏ đi cái mũ bảo hiểm xe máy. Bây giờ thì tôi đã thấm câu nói đó rồi. Được thôi, chia tay thì chia tay. Chúc anh hạnh phúc với cái sự nghiệp Nam Vương của anh. Ôi, sao vậy Ý? Có sao không? Làm gì không có cẩn thận gì hết vậy? Không sao đâu mẹ, con bị đứt tay xíu thôi. Đứt tay một xíu cái gì, quyêu một đường đây nè. Đi lên đó ngồi, bây giờ mẹ lấy băng dán lại. Ngồi đi. Ôi, mẹ ơi, dạo này con làm gì mà lơ đãng dữ vậy hả Ý? À còn Tí nữa, sao mấy bữa nay mẹ không thấy nó qua đây chơi vậy? Đừng có nói nó trở thành Nam Dương rồi thời gian cho bạn gái cũng không có nữa nha. Mẹ đừng nhắc người ta nữa. Sao vậy? Hai đứa bay cãi nhau nữa hay gì? Tụi con chia tay rồi. Chia tay? Sao chia tay? Được khi nào? Thì người ta nói bây giờ người ta đã là Nam Vương rồi, ở cương vị mới, cho nên là chơi nhà mình nghèo, nhà mình bán dây chai, không có xứng đáng với người ta. Con nghe vậy con tức quá, cho nên con quyết định chia tay. Cái thằng lúc trước không nhờ nhà mình á, tới ăn nó còn không mà đủ ăn nữa, chứ đừng nói mà trở thành Nam Dương. Tại con yêu con mù quáng quá, lúc nào cũng chăm sóc người ta, cung phụng tiền bạc cho người ta, chạy đôn chạy đáo lo cho người ta để người ta an tâm đi thi. Cuối cùng con nhận lại được cái gì? Sự khinh thường. Thôi mà con, con sớm biết bộ mặt của nó vậy là tốt. Mẹ tin á, sau này con gặp người còn tốt hơn nó nữa. Chị ơi, chị có phải là bạn gái của anh Nam Vương Nam Văn Thẩm không ạ? Buông ra tay, bỏ cái máy quay xuống, bỏ xuống. Tôi nói cho mấy người nghe nghe chưa? Con gái tôi không có liên quan gì cái thằng Nam Dương Nam Déo đó hết. Bước ra hết nha, bước ra. Có tin đồn là người hai người bước ra chia tay đúng không ạ? Thiếu kem ra đuổi thanh. Chị ơi, chị nghĩ sao về câu nói của anh nói về mình ạ? Dạ, đi ra. Ai vậy? Đợi tí. Ủa, anh làm gì vậy? Sao anh vô nhà của tôi? Cô vẫn còn cay cú cái vụ tôi đá cô đúng không? Rồi cô đi lên mạng, cô nói xấu với truyền thông, nhờ cô mà bây giờ người ta chửi vô mặt tôi nè. Anh ăn nói linh tính gì vậy? Cô coi đi.
đáng đời. Cô còn cười nữa hả? Tôi không ngờ cô là một loại người như vậy. Loại người sao? Tôi chứ không phải như anh. Tôi không có sống dơ kiểu đó. Với lại tôi với anh cũng đã chia tay rồi. Anh đi về đi. Anh đừng bao giờ tới đây làm phiền tôi nữa. Bây giờ tôi không cần biết. Bây giờ cô phải lên mạng đính chính lại cho tôi. Tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là cô bịa đặt ra. Anh nằm mơ hả? Anh nghĩ cái gì mà tôi phải làm như vậy? À, cô cần tiền chứ gì? 5 triệu, 10 triệu hay bao nhiêu? Nói biến. À, con này mày dám láo với tao hả? Mày nghĩ cái gì mà mày định đánh tao? Mày đã quên tao là đai đen tam đẳng hả? Bây giờ mày chịu biến chưa? Anh Trình nè ba, sự nghiệp anh mới nhú như vậy chắc anh chết mất á. Mày sống hay chết á thì liên quan gì đến tao? Bây giờ thì biến ra khỏi nhà tao nhanh gọn lẹ. Em alo, chị Tâm quản lý à? Em nghe nè. Hả? À, có chuyện đó. Rồi rồi, em biết rồi, em về liền. Trời ơi, cái thằng này. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ tới đây làm gì vậy? Thì nó bị mấy người trên mạng chửi, xong rồi tới đây kêu con đính chính cho nó. Mắc cái gì con phải làm như vậy? Con không làm cái nó kiếm chuyện. Nó có làm gì con không? Con không có sao, mẹ yên tâm đi. Con gái của mẹ không có dễ để cho người khác bắt nạt đâu. Coi người ta dỡ đủ hàng cho mẹ chưa? Có, con đang coi nè. Mày coi điện thoại thì có á. Chị Phước, tôi cho chị coi clip này nè. Ủa cái gì vậy? Bộ có ai nổi tiếng về Việt Nam biểu diễn nữa hả? Thì coi đi rồi biết. Anh ơi, trong khi đó anh có dùng chất cấm đúng không ạ? Làm gì có chuyện đó, mọi người cứ đồng bậy. Nghe nói là anh muốn chia tay bạn gái vì bạn gái không đủ đẳng cấp của không mình. Không có đó. Chuyện đó đâu, mọi người. Mày là Nam Dương tào lao hả mày? Mày Nam Dương tào lao hả mày? Anh ơi. Thằng Tý. Vui không? Ông là đàn ông mà nhiều chuyện quá. Đi vô làm việc tiếp đi. Không ngờ nó đi thi mà nó dám dùng thuốc. Kiểu này thế nào người ta cũng tước danh hiệu của nó cho coi. Còn phải đền tiền cho người ta nữa hả? Đáng đời nó. Cánh còn chưa mọc đủ lông, bay còn chưa bay được nữa mà mày đặt khinh thường người khác. Đúng là nhân quả nhãn tiền mà. Con cảm thấy con thật may mắn khi quyết định chia tay với nó. Đúng rồi. Trên đời này không có thiếu người tử tế. Quan trọng trong tình yêu á là phải tìm được người trân trọng mình, chứ không phải là tìm một người lúc nào cũng chẹn họng mình, biết không? Con biết rồi. Mẹ nói cứ như là hả, mình đầy đủ kinh nghiệm lắm vậy. Chẳng phải á là lúc trước mới có 18 tuổi mẹ đi lấy ba rồi sao? Cái con này tình trường tao không có nhiều, nhưng mà trải đời tao rất là hay, biết chưa? Rồi rồi rồi, mẹ là số 1, mẹ là nhất được chưa? Kiểm hàng tiếp đi. Con đang kiểm nè.